Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Địa bàn đến hôm nay là Bình Tân với những cái phôi, cái gân, giao lưu, xin mời. Rồi, chào anh Hùng ơi. Chào Hoa. Hùng xin chào toàn thể bà con trên khắp cả ba miền đất nước nha. Dạ. Hôm nay Hùng cũng trở lại là và tiếp tục lên sóng để phục vụ cho bà con khắp ba miền đất nước, giờ gồm 16 cặp khế gân bonsai. Dạ. Cũng không quên ơn lời cảm ơn của bà con khắp cả ba miền đất nước vừa qua đã ủng hộ clip ghép của Hùng. Rồi. Hôm nay Hùng tiếp tục lên để phục vụ cho bà con tiếp tục. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, cụ thể số 1 mấy anh ơi. Số 1 nha. Chương trình như thường lệ của anh Hùng là phí ship miễn phí nha mấy anh. Miễn phí các bà con. Miễn phí ship. Nếu bà con có nhanh tay chấp nguyên lô thì Hùng có khuyến mãi số điện thoại của Hùng là 0934911854, địa chỉ liên lạc ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Rồi, giá hữu nghị mấy anh ơi. Rồi, vậy là cho thông số của em đại diện anh ơi. Hoàn thành nha bà con. Rồi, 24 mấy anh ơi, 24. Chiều cao. Chiều cao 37 bà con ơi. Rồi, 37 luôn. Rồi, xây luôn ơi, xây. Rồi, mình cho giá số 1 luôn. Số 1 Hùng xin báo giá cho bà con là 1.100.000 nha. 1.100.000, phí ship miễn phí mấy anh ơi. Rồi, đổi luôn. Tiếp theo. Rồi, số 2. Số 2 mấy anh ơi, số 2. Cặp rất đều nha bà con. Số 2 luôn. Khế gân chi cành khá. Giá thì hữu nghị. Rồi cho thông số luôn rồi. 19 hoành lắm nha bà con. Rồi 19. Chiều cao 40 bà con ơi. Chiều cao thì 40. Rồi. Rồi vậy là giá luôn ơi. Cặp số 2 Hùng xin báo giá cho bà con là 1.000.000 đồng chẵng nha. Rồi 1.000.000 đồng chẵng mấy nơi, phí ship miễn phí 1.000.000 đồng chẵng. Rồi vậy đổi luôn mấy nơi, đổi luôn. Rồi. Tiếp theo là cặp số 3. Số 3. Số 3. Mã số 3 khế gân nha mấy nơi, khế gân. Cây rất già nha bà con. Già cây. Rồi thông số một em đại diện anh ơi. 22 hoành tăng nha bà con. Rồi 22 cao luôn. Chiều cao 49 bà con ơi. Rồi 49. Cặp số 3 Hùng xin báo giá cho bà con là 1.000.000 đồng chẵng nha. 1.000.000 đồng chẵng mấy anh ơi, phí ship miễn phí luôn. Rồi đổi luôn mấy anh ơi. Tiếp theo là mã số 4. Số 4. Số 4 khế gân nha mấy anh. Khế gân. Chi cành khá mấy anh ơi, chi cành khá. Rồi vậy là cho thông số luôn rồi. 21 hoàn thành rồi con. Rồi 21. Cao. Cao luôn rồi. 55 bà con ơi. Rồi 55. Mã số 4 Hùng xin báo giá cho bà con là 900.000 nha. 900.000, phí ship miễn phí mấy anh ơi. Rồi đổi luôn, đổi luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là mã số 5. Số 5. Mã số 5 rất đẹp bà con. Cây rất là lùng lực, già cây. Khế gân mấy nơi, khế gân. Rồi thông số luôn rồi. 19 hoành thân nha bà con. Rồi 19. 32 bà con ơi. 32 luôn.
Mã số 5 Hùng xin báo giá cho bà con là 1 triệu đồng chẳng nha. Rồi, 1 triệu đồng chẳng. Phí ship miễn phí. Rồi, đổi luôn anh. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là mã số 6. Đâu rất là đẹp bà con ơi. Số 6. Mã số 6 mấy anh ơi. Chi cành khá luôn. Số 6. Rồi, thông số một em đại diện luôn. 25 hoàn thân nha bà con. Rồi, 25. Chiều cao là 48 bà con ơi. 48, rồi. Rồi, mã số 6 Hùng xin báo giá cho bà con là 1 triệu 100 ngàn nha. 1 triệu 100 ngàn mấy này miễn phí ship luôn. Rồi, đổi luôn. Rồi, tiếp theo. Mã số 7. Số 7. Số 7 có một cái dáng bay nha bà con. Số 7 mấy anh ơi. Số 7, số 7. Rồi, cho thông số một em đại diện số 7 anh ơi. Rồi, 19 hoành thân. Bay. Bay luôn. 80 bà con ơi. Rồi, 80 luôn. Mã số 7 Hùng xin báo giá cho bà con là 1 triệu đồng chẵn nha. Mã số 7 là 1 triệu đồng chẵn. Rồi, vậy là phụ đổi luôn mấy anh ơi. Đổi luôn. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là mã số 8. Số 8. Số 8 mấy anh ơi, số 8. Mã số 8. Cái gân chi cành khá, bảo hành cây sống khỏe. Rồi, thông số luôn rồi. 21 hoàn thân bà con. Rồi, 21. Cao luôn. 70 bà con ơi. Cao 70. Dạ. Rồi. Mã số 8 Hùng xin báo giá cho bà con là 1 triệu đồng chẵn nha. 1 triệu đồng chẵn mấy anh ơi, miễn phí ship. Rồi, đổi luôn mấy anh ơi. Tiếp theo là mã số 9. Số 9. Chi cành khá mấy anh ơi. Họ kiếm cái gì chim. Ờ, cho hai cái dính nhau. Số 9 mấy anh ơi, số 9. Mã số 9. Rồi, thông số một em lên ơi. 24 hoàn thân bà con. Rồi, 24. Chiều cao là 68 bà con ơi. Rồi, 68 luôn. Rồi, giá luôn ơi. Mã số 9 Hùng xin báo giá cho bà con là 1 triệu 100 ngàn nha. 1 triệu 100 ngàn mấy anh ơi, phí ship miễn phí. Rồi, đổi luôn. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là mã số 10. Số 10. Mã số 10 mấy anh ơi, cái gân, cái gân. Chi cành khá mấy anh ơi. Rồi, cho thông số một em đại diện anh ơi. 23 hoành thân bà con. Rồi, 23. Cao luôn. Chiều cao là 57 bà con ơi. Rồi, 57. Rồi, vậy là cho giá. Mã số 10 Hùng xin báo giá cho bà con là 1 triệu 100 ngàn nha. 1 triệu 100 ngàn miễn phí ship. Rồi, đổi luôn. Tiếp theo là mã số 11. 11 mấy anh ơi. 11, 11. Mã số 11. Mã số 11.
Khế gần nha mấy anh ơi, khế gần. Rồi, thông số luôn. 24 hoàn toàn bà con. Rồi, 24. Chiều cao luôn. 79 nha bà con. 79 chiều cao, rồi. Mã số 11 Hùng xin báo giá cho bà con là 1 triệu 100 ngàn nha. 1 triệu 100 ngàn mấy anh ơi, miễn phí ship. Rồi, đổi luôn, tiếp theo. Số 12, rồi. Tiếp theo. Tới số 12. Mã số 12 nha mấy anh. Khế gân luôn. Rồi, cho thông số một em đại diện anh ơi. Hai mươi quần thao bà con. Rồi, 20 cao luôn rồi. Cao là 64 bà con ơi. 64. Mã số 12 Hùng xin báo giá cho bà con là 1 triệu 100 ngàn nha. 1 triệu 100 ngàn mấy anh ơi. 1 triệu 100 ngàn. Phí ship miễn phí. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, 13. Theo là mã số 13. Mã số 13. Mã số 13 mấy anh ơi, 13. Mã số 13. Rồi, thông số một em luôn. 21 hoàn thân bà con. Rồi, 21 cao luôn. Chỉ có là 59 bà con ơi. 59. Mã số 13 Hùng xin báo giá cho bà con là 1 triệu 100 ngàn nha. 1 triệu 100 ngàn mấy anh ơi. Rồi, đổi luôn. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là mã số 14. 14. Mã số 14 mấy anh ơi. Mười bốn, khế gân. Rồi, cho thông số luôn anh ơi, 14. 23 hoành thơ bà con. Rồi, 23. Rồi, cao. Cao là 65 bà con ơi. Cao 65 luôn mấy anh ơi. Mã số 14 Hùng xin báo giá cho bà con là 1 triệu đồng chẳng nha. 1 triệu đồng chẳng mấy anh ơi, rồi, tiếp theo. Tiếp theo là mã số 15. 15 mấy anh ơi, 15. Mã số 15. Rồi, một em đại diện. 20 hoàn thân bà con. 20, rồi. 53 bà con ơi, chiều cao. 53 luôn. Mã số 15 Hùng xin báo giá cho bà con là 1 triệu 100 ngàn nha. 1 triệu 100 ngàn mấy này. Đổi luôn. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là mã số 16. 16. Mã số 16 cũng là mã số cuối cùng của ngày hôm nay. Mã số 16 nha mấy anh ơi. Rồi, thông số một em luôn. 24 hoàn toàn bà con. Rồi, 24. Chiều cao là 68 bà con ơi. 68. Mã số 16 là mã số cuối cùng của ngày hôm nay. Hùng xin báo giá cho bà con là 1 triệu 100 ngàn nha. Rồi, 1 triệu 100 mấy nơi. Mã số cuối cùng rồi. Chưa, chào bà con luôn. Cuối clip Hùng cũng xin chúc cho bà con trên khắp ba miền đất nước có một ngày mới vui vẻ. Rồi. Một ngày cuối tuần hạnh phúc bên gia đình. Rồi, tạm biệt anh và hẹn gặp lại luôn. Mến chào, tạm biệt luôn mấy nơi. Tạm biệt luôn. Chúc sức khỏe luôn.